yêu em khi chỉ biết đó là em. Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần. Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn. Lần đầu tiên tại Dallas, sự kết hợp độc đáo hai dòng nhạc của nhạc sĩ Diệu Hương và Ngô Thủy Miên, một đêm nhạc không thể bỏ qua, với những giọng ca tuyệt vời như ca nhạc sĩ Diệu Hương, Quang Dũng, Thanh Hà, Nguyên Khang, Diễm Liên, Lê Thành, Nga Mi, Thúy An, Khánh Trân và Quang Vũ, cùng ban nhạc The Beat đến từ Houston. Hãy đến để cùng chúng tôi ôn lại những kỷ niệm, để quên đi những nhọc nhằn cuộc sống, để tha thứ và yêu thương nhau. Chiều nhạc thính phòng được tổ chức lúc 7 giờ chiều ngày 23 tháng 8 tại Grandview Arts Center, thành phố Garland. Vì số vé có giới hạn, xin hãy đặt vé ngay bây giờ. Mình là mình ơi, mình đi là đi mãi quên lời. Thêm chi tiết xin liên lạc ban tổ chức Hoa 214-679-9756 hoặc Thiên Hương 972-679-8408. Chương trình được bảo trợ bởi Luraco Technologies, Trẻ Magazine, Việt Face Dallas, Bút Việt News, Người Việt Dallas, DFW Việt Radio. Diệu Hương trân trọng kính mời. Cho tình người bao nhiêu năm qua cuộc sống miệt mài, tuổi xanh dấu hình hài, niềm đau chết từng ngày.